Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Vũ sẽ cho mọi người trải nghiệm chất âm thật được Vũ sẽ thu ở bên ngoài cho mọi người nghe, cũng như là khả năng đánh áp lực cỡ nào của cái dòng loa mà Vũ đã từng review cho mọi người, chính là dòng Calib Pro. Đây là Suri KI 172 ha mọi người ha. Thì ở đây mọi người có thể thấy cái Suri này rất là nhỏ. Đây là Suri này, các bạn đã thấy Vũ làm những video lắp đặt như là những cái Suri 272, 262, những cái căn lớn và thiết kế một phong cách là phong cách tụ điện, thì các bạn thấy trang trí rất là đẹp đúng không bạn? Thì mình đã quay clip đó nhiều rồi, nhưng mà đây là một size nhỏ. Thì cái size nhỏ này thì nó Vũ ngày trước Vũ có dùng hai câu gọi là Nestle gia đình đó, tại vì cái chất á, các bạn, con này nó không đánh ra được cái bass như bạn, nó giống như Nestle. Các bạn phải khi mà chúng ta setup á, chúng ta sẽ chia cái quay nó ra, chia quay ra, nói chung là chúng ta phải prod nó thì sau đó mới khai thác hết được cái chất âm của cái con này được. Thì mình ghép với lại một cái sub 3 tấc, 4 tấc gì đó, là con này được đánh vẫn rất là đã và áp lực rất là cao. Và con này thì tiếng chép nó rất là sáng nhuyễn, và nói chung là các bạn có thể vừa karaoke nè, các bạn có vừa thể sử dụng nó để chúng ta nghe nhạc ở tại nhà. Thật ra con này các bạn nghe những nhạc bolero hay những cái nhạc Âu Mỹ, nghe cái chất vocal của cái con này ra rất là hay đó. Các bạn clip thì các bạn đã biết những cái dòng home thôi, còn đây là clip dòng professional. Thì những dòng live, dòng rồ, dòng đánh ở ngoài sân khấu, dòng live giống như karaoke mà mình bán là những cái dòng live, dòng rồ thôi. Ok. Bây giờ Vũ sẽ mở về cái mặt tiền lưới cho mọi người xem cái cổ chép bên trong sơ cơ bản, sau đó Vũ sẽ mở nhạc cho mọi người test ha. Vũ xin chia sẻ với mọi người thêm một điểm nè, để Vũ quên, để thì Vũ review thì thật ra Vũ hiểu cái sản phẩm nên Vũ thấy gì Vũ nói đó thôi. Nên chứ thật ra khi mà Vũ review cho mọi người xem á, Vũ chưa bao giờ soạn kịch bản cả, tại vì Vũ hiểu cái sản phẩm của mình có gì và mình nghĩ tới đâu và mình biết nó, tại mình hiểu thuộc quá rồi nên không cần phải cầm cuốn sách nó ra nữa, nên Vũ sẽ nghĩ đâu và Vũ sẽ nói tới đó. Vũ xin phân tích nhẹ sơ với mọi người ở đây á, đây là Suri 172 và 162. Thì thật ra hai cái này á nó đều giống nhau 100%, nhưng nó sẽ khác nhau về cái vỏ ngoài. Nếu mà 162 á, đó, ví dụ 162 và 172 á, 172 thì các bạn thấy là nó đánh chữ V, thì sẽ dành phù hợp cho những khách hàng có thiết kế mà gọi là đặt ở dưới chân, đặt ở dưới sàn nè. Còn đối với mà 162 á, hoặc là 262 á, thì nó sẽ thiết kế giống như kiểu small monitor. Thì các bạn thấy những video mà Vũ đã lắp được trước, thì khi mà treo lên á, nó có một cái vách DJ cũng như là vách treo nằm bên hông bên đây. Thì khi mà chúng ta treo lên á, thì nó sẽ giấu luôn cái bass đó, rất là đẹp và rất là sang nữa, và dây nó sẽ được âm đi kèm theo, kèm với cái bass đi lên luôn, rất là gọn. Còn đối với Suri mà có hình chữ V như thế này thì chúng ta sẽ ưu tiên cho việc đặt ở trên bàn đó. Nó hai phân khúc, thì có ra 172 hoặc là 272 hoặc 262 thì nó đều giống như nhau, chỉ khác nhau về cái ứng dụng thôi. Ứng dụng là treo hoặc để thôi, thì hoặc là chúng ta làm monitor thôi, thì chúng ta sẽ chọn Suri phù hợp. Thì cái đó thì bên mình sẽ tư vấn cho mọi người tùy theo không gian của mọi người mà bên Vũ sẽ tư vấn sản phẩm nó phù hợp. Dạ. Còn đây là dòng sản phẩm mà Vũ đang muốn đưa sản phẩm này đến trong cái căn hộ chung cư nhỏ gọn, và một chất âm sao nó khá là pro, cái chất của pro thì kiểu chất âm live đó, thì mình đưa vào trong cái căn hộ nhỏ của mình thôi, và áp lực con này khá lớn. Thì bởi vậy video lần này là Vũ sẽ mở test một cái áp lực ha. Và thiết kế con này á mọi người thì cực kỳ đơn giản, vì nó các bạn thấy bô nó có một dòng cũng rất là cao và nó thiết kế kiểu cũng cổ điển luôn. Cái style những Suri mới của những hãng loa bây giờ đa phần là đi theo cái thiết kế cổ điển, các bạn thấy không? Ốc là cố tình, họ cố tình để mặt lưới phía trước như vậy và không có uống, không có làm gì cả, chỉ là đơn giản là CNC lỗ tổ ong thôi, rồi sau đó là gắn con ốc trực tiếp qua, họ cố tình đổi cho nó thô vậy. Nhưng mà thật ra lúc mà Vũ đi lắp cho khách hàng á, sang lắm mọi người, lúc mà đi lắp cho khách hàng nhìn cái chất đó, nó khác so với những cái lo phổ biến phổ thông mà thiết kế theo kiểu karaoke như mình. Thì đây, thì mở ra, đây là một xoay, các bạn thấy cổ chép không? Đấy, bạn quay cận cảnh và lấy nét cái mình nha. Ok. Bạn quay cận cảnh luôn, lấy nét luôn, sát luôn nữa. Đó các bạn thấy không? Đây là cái cụ lấy nét luôn nha. Rồi thì ok, các bạn thấy không, mình quay rất là cận cảnh cho các bạn xem nè, cái họng xoẹp nè nó được thiết kế như là thật ra nó phân tán âm rất là đều nha các bạn đó. Và cụ bát ở đây các bạn, màn vẫn là màn giấy ba gân đó,
thật ra các bạn nhìn vậy chứ cái con bên trong nó khá là to nha mọi người, cái con nó cũng rất là to đó, nó là bát hai inch thôi, nhưng lát nữa Vũ sẽ mở cho mọi người áp lực, cái áp lực của cái con lo đánh đây như thế nào. Mình đang ghép với con lo súp tương đương với 4 tấc và mình kéo cái cặp này, chỉ đây là bát chỉ 2 tấc thôi. Nó có giải âm chung và giải âm nói chung giải âm mid và giải âm shape rất là sáng và giải âm chung cực kỳ dày, rất là hay. Bởi Vũ hay gọi là cái chất âm nó sang là vậy đó. Ok, thì Vũ sẽ mở gì luôn ha, Vũ chỉ mở cho mọi người coi mặt tiền thôi. Còn nắp lưới á, đối với cái con Scalip này á thì có hai quy chuẩn treo, và nó các bạn nhìn cái logo này rất là sang, nó được làm bằng nhựa mà cắt phay kiểu phay xước, cái chữ icon á nó được cắt chữ phay xước ở đây nè, các bạn nhìn nó rất là sang. Và cái logo nhìn vậy cứng, thật ra cái logo này logo dán, nó có loại chất keo gì các bạn, nó bám cứng lắm, mình tháo ra cả chục lần rồi nhớ vẫn bám cứng không giờ rớt cả. Thì khi mà mình muốn treo ngang á, mình sẽ dán như thế này. Đấy. Các bạn thấy không? Mình muốn treo ngang thì mình sẽ dán như thế này, các bạn nhìn cái mặt lưới không? Nói chung là nó sẽ thiết kế, nó sẽ tùy biến cho mọi người theo, nói chung là tùy cái không gian mà chúng ta để sao cho sản phẩm nó sang. Rồi. Ok. Ha, rồi mình sẽ tạm thời cất này, bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng nhau test chất âm cũng như là test âm thanh của sản phẩm này. Giờ mình sẽ mời mọi người nghe đen trước ha, để mình coi cái thử con 2 tấc này nó làm được gì nha. Và giá con này thì nó cũng không cao lắm. Một cặp loa như thế này thì hiện tại Vũ đang ghép cái con clip này với con Crown XTi. Mình đang cho mọi người nghe thử trên XTi và gắn với lại con vang số KX180 và mình chỉnh sao trên này ha. Thì mình test bằng cái gì thì mình Vũ thông tin đầy đủ cho mọi người hết. Thì cái chất âm nó ra là như vậy. Mọi người có thể đeo tai nghe vào nha. Thật ra bữa giờ Vũ nhận thông tin là một số khách hàng nói Vũ là chèn nhạc. Thật ra những video mà Vũ test âm thanh của mọi người là không phải là chèn nhạc nha, là âm thanh Vũ thu thực tế từ cái loa đến cái máy thu của Vũ. Ok, giờ mời mọi người. Quên chung một hay đó, các bạn thấy thì bây giờ là mình đang có test mic này nè, mình trên đây hiện tại là mình chỉ xài reverb thôi, mình không có xài echo đó. Thì mình đang alo trên cái loa Calip này dòng 1, đây là series nhỏ mà Vũ muốn dành trong cái không gian của căn hộ gia đình đó. Mời mọi người nghe được cái chất âm lại ha, rồi mình lay nhạc này giảm nhỏ này, bắt lại từ đầu, rồi mình bắt lay lại nhạc từ đầu ha. Thì cái nội dung âm nhạc mà Vũ test á thì Vũ xin để lại cái trong cái phần mô tả cái từng bài hát mà Vũ sử dụng trong cái video này. Mọi người thích bài hát này thì mọi người có thể lưu và chúng ta nghe tại nhà, và chúng ta nghe file gốc so với và chúng ta đeo tai nghe và chúng ta sẽ nghe trên cái file video mà Vũ quay cái loa này, thì mọi người sẽ thấy được cái cảm nhận, cái sự khác biệt giữa cái file gốc và cái loa này phát ra như thế nào nha. Ok, mời mọi người cùng thưởng thức. Khi mà đang thu âm, Vũ sẽ vừa nói chuyện luôn để cho mọi người cảm nhận được sự thực tế là Vũ đang thu âm trực tiếp. Vũ đang ghép với một cái súp tương đương với lại 4 tấc.
Bạn mở thêm một bài nữa đi. Một bài nữa. Cả nhà ơi. Nghe trap đi hay là đi step thì cũng được. Nghe bài nãy đó Huy. Bây giờ mình nghe giờ các bạn sẽ nghe những cái sao nó rất là nhiều sao cùng một lúc với nhau. One, two, các bạn nghe thấy nha, mình test nhạc là đang có biết các bạn thấy ha, đây là hai bản nhạc stem. Bây giờ mình có mở các bạn nghe một bản live của cô Thanh Hà. Cô live bài này hay lắm, mình muốn mở cho mọi người cùng nghe luôn. Ok, live luôn đi bạn. Okay. Lớn lên nữa đi. Ok. Nhìn thấy anh là lúc tâm hồn em bỗng lăng lên, một cười anh sẽ làm em mềm yếu mất thôi. Bỗng đi thì chắc em sẽ nói rằng tình yêu đã chôn sâu. Những lời yêu đều có chút anh rồi mà. Này anh, ngồi lại thật gần, ngắm thành phố lên đèn vai xa bên em. Từng ngón tay rồi đắm say, chạm đắm say.
rồi nhấp nháy trong hoàng hôn, cho em say môi anh tham đêm nay. Chuyện buồn vui nói ra cùng em cạn chén say ly đầy, hãy cho em được hiểu anh thật nhiều hơn thế. Liệu anh đã thấy rung động chưa thì thế hôn khắp môi em này, cho em mơ một giấc mơ chẳng cần tỉnh dậy. Và nụ hôn ấy là mưa rào mình trôi u sầu, bao nhiêu lâu rồi trái tim chẳng đập nhanh thế. Chẳng còn muốn biết khi là đâu mình sẽ như thế nào. Dù hôm nay là đến những ngày tháng dịu dàng ngọt ngào, nào mình là như mơ. La 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 la. Rồi, ok không ạ ha. Đó, một bài đánh like rất là hay. Giờ Huy sẽ mở một bài, đó là các bạn Vũ cho các bạn nghe về cái chất Pro thì nó sẽ đánh phải nghe những bản nhạc nhiều tiết tấu cùng một lúc để coi khả năng độ nhạy của lo nó rung động như thế nào và có những tiết tấu nào có bị méo hay không, thì đó là test. Chứ còn ra test nhạc sống rất là dễ, nhạc sống cái bùm chắc thì vài tiết tấu melody thì các bạn nghe áp lực lớn thì nó rất là bình thường vì nó sẽ không lòi ra khuyết điểm. Còn nhưng mà các bạn mà mở một bài nào mà tiết tấu càng nhiều tiết tấu cũng như là càng nhiều nhạc cụ vào á mà nó nhồi vào cùng một thời điểm á mà cái loa nó không bị méo, không bị rớt tiếng á thì cái loa đó là good. Ok, giờ mời bạn mở một bài nhạc sống đi cho mọi người nghe, tại vì loa dù sao chúng ta cũng sẽ áp dụng cho và chúng ta sẽ sử dụng luôn cả karaoke mà, nên sẽ mở một bài karaoke cho mọi người nghe. Ok, lên đi Huy. Ok, như vậy là mình đã mở cái beat nhạc sống cho mọi người nghe thử rồi. Bây giờ thì mình sẽ hát reverb, không phải Vũ hát dở lắm. Bây giờ Huy sẽ hát thử các bạn một cái bài nào đó trên cái con lo này luôn, cho các bạn xem cái chất sound âm chung như thế nào. Và mình không sử dụng echo nha mọi người ha, tại vì test cái giọng loa thì echo nhiều lắm thì nó sẽ mọi người sẽ khó, rất là khó nghe. Mọi người nghe cái giọng một cái âm ra từ cái loa ra thôi. Ok, lấy đi Huy. Ê, đứng lên đây hát nè, đứng đây hát nè. Đứng hát cho mọi người. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những
và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữ hoang tàn lãng quên nơi quê đường có em duyên chờ đợi anh. Dấu gương mặt trên tay em khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng sống những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Ok, vậy như là mà cảm ơn Huy ha. Thì Huy vừa giúp Vũ hát để cho mọi người nghe được cái chất âm thật cho cái này. Và thì các bạn cũng sẽ thắc mắc là cái beat này beat nào đúng không? Đây là cái KSM58 Vũ vừa review cho mọi người đó. Đây là đầu 58 nha, đang sử dụng là SM58 nha. Thì để hát karaoke đó, thì đầu thu thì đầu nào cũng được, thì chúng ta không quan tâm đâu. Thì mọi người chỉ quan tâm đây là cái đầu SM58 của Sure. Đó, là mình ghép với bộ này là bao gồm mà chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc về giá của cái combo mà đang test cho mọi người nghe. Thì nghe đang bằng cái brown nè, cái X180 nè, rồi đầu SM58 bỏ đi. Cái này mình sẽ vì SM58 nó sẽ có rất là nhiều dạng cho mọi người chọn, thì có dây hoặc không dây, rồi calip nè, cộng một cái sub và pa nè, thì nó đâu đó combo này đâu đó khoảng tầm 70 triệu thôi mọi người. À, khoảng 70 triệu. Đó, Vũ thông tin cho mọi người đó là mọi người đang test thì không phải cứ lo đắt là nó phải to. Thật ra nếu mà nó đắt và nó to thì chắc nhiều bộ mà vài trăm chắc nó sẽ còn to hơn nữa. Thì ở đây Vũ cho nghe mọi người nghe một cái chất âm độ mượt là sự khác biệt. Và cũng chia sẻ mọi người là nhiều khách có hỏi cũng comment là những bộ mà thấp tiền 20 chứ những bộ mà 50 với 70 á nó khác nhau chỗ nào. Thật ra cái này nó cũng rất là khó, tại vì mỗi cái đó, nó sẽ có một cái hay riêng của nó. Ví dụ á, cái phân khúc của mình ngày xưa mình hát truyền thống á, mà mình hát karaoke mà truyền thống á, thì thật ra mình chúng ta cần echo repeat là đủ rồi, chúng ta dễ hát. Còn bây giờ cái phong trào của thị trường mình á, là và cái khả năng cảm âm của người dùng ở thời điểm hiện tại bây giờ nói chung là nó tầm cao hơn, nên thật sự mà hát mà kiểu như truyền thống á thì chỉ có những cái cô chú lớn tuổi á, không quen với cái beat ở hiện tại bây giờ á, thì mới hát được phong cách cũ. Còn bây giờ những thiết bị âm thanh á, là khách hàng á, thì bây giờ đa phần á, là theo xu hướng nói chung là đi lên và hát dần dần là echo giảm bớt đi, và nói chung là hát theo cái gọi là một cái chất âm thật và cái sound tiếng nó ra hay trung thực và nghe nó rất là đầy đủ, chứ không phải kiểu lạc tạc như ngày xưa. Còn bây giờ còn cái giá thành đó thì thật ra nó các bạn hay hiểu lầm vấn đề là hay nhất. Thật ra hay nhất, cái chữ hay nhất thì nó vô giá lắm, và thật ra cái hay nhất đó nó nằm ở phù hợp với cái người nghe nữa. Tại vì một sản phẩm mà rơi vào tay các bạn, nhưng mà rơi vào đúng tay của người biết cảm nhận đó, thì nó rất là giá trị vô cùng. Nhưng mà rơi vào một tay mà chúng ta không cảm nhận được thì nó sẽ cũng không có giá trị gì lắm. Thì đó là lý do thì hôm nay Vũ chia sẻ những cái gì mình suy nghĩ cho đến mọi người. Thì mọi người có Vũ có nói sai gì mọi người cùng góp ý cho Vũ ở phía dưới comment. Mình cùng trao đổi với nhau, thì Vũ sẽ nghe tất cả những ý kiến của mọi người. Thì đó là cái chia sẻ của Vũ, là giữa cái giá thành thấp cũng như những giá thành cao nào. Thật ra cái gì cũng có giá nó hay, và nó liên quan đến sở hữu một bộ dàn karaoke thì liên quan vấn đề kinh tế. Rồi nhiều khách hàng quan tâm về vấn đề thương hiệu, và thật ra thì cũng có khách hàng họ chỉ cần hay thôi, không thương hiệu không cần có, thì vì khách hàng đó họ có lỗ tai và họ nghe được. Còn những khách hàng không nghe được thì họ chỉ cần thương hiệu trước cái đã, vì họ an tâm về cái sự thương hiệu đó, để họ chắc chắn lỡ bạn bè đến vô thì không có phải là mua nhầm những cái bộ dạng như nào. Còn những khách hàng biết nghe thì họ sẽ không quan trọng về thương hiệu, họ chỉ cần nghe sao, và lỗ tai những khách hàng đó rất là tốt, rất là cao, họ nghe biết hay không hay biết liền à.
Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Vũ, và Vũ có những chia sẻ những gì suy nghĩ của mình. Nếu mọi người thấy video chân thật hay thì hãy ủng hộ like cho Vũ và share để Vũ có nhiều động lực làm video chia sẻ nhiều hơn cho mọi người. Và Vũ quên chia sẻ cái con này là Made in USA nha mọi người ha, chứ không phải Made in China. Con này là Made in USA. Ok, cảm ơn mọi người. Xin chào, bye bye.